Thứ hai này là một chương trình rất là long trọng, mới đặt bà thợ nấu nấu mấy mâm đãi bạn bè ăn nhậu chơi, mực xào nè, rồi mà bò né nè, củ hủ dừa ngon lắm, mà trộn gỏi tôm mực nè, thơm lắm, ngon lắm, y như mà sầu riêng vậy đó, nó thơm gì đâu.